Sáng ngày 7 tháng 1, ba tàu cá đang neo đậu tại Vịnh Mân Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy. Cụ thể, khoảng 2 giờ 15 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin 114, Công an thành phố Đà Nẵng nhận tin báo ba tàu cá đang cháy khi neo đậu tại Vịnh Mân Quang. Lập tức trung tâm điều động 6 xe chuyên dụng, cano và hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp lực lượng biên phòng, cảnh sát giao thông và các đơn vị cắt dây neo, lai dắt các tàu cách xa nhau để tránh cháy lan. Đồng thời dùng cano tiếp cận tàu bị cháy ở phía xa để sử dụng vòi rồng dập lửa. Khoảng 1 giờ sau, đám cháy được khống chế. Bước đầu xác định 3 tàu cá bị cháy gồm DNA 90476TS, DNA 90517TS và DNA 90546TS. Trong đó tàu DNA 90476TS đã bị lửa thiêu rụi cabin. Đến 5 giờ cùng ngày, Trung tâm Thông tin 114 lại nhận được tin báo tàu DNA 90517TS bốc khói có dấu hiệu cháy trở lại. Lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an quận Sơn Trà được điều động tới hiện trường cùng một xe chữa cháy và triển khai dập lửa. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.